Suốt đêm đến nay, cộng đồng mạng và bạn yêu nhạc xôn xao trước thông tin ca sĩ Ngọc Sơn, ông Hoàng Nhạc Sến đã qua đời vì tai nạn giao thông. Suốt chuyến lưu diễn tại Hà Nội, tin buồn lại càng trở nên hot khi không ai cầu thiện liên lạc được với Ngọc Sơn vì điện thoại của anh luôn khóa. Trên một số diễn đàn mạng còn có thêm thông tin thi thể anh đã được chuyển về thành phố Hồ Chí Minh để có thể lo hậu sự. Nhiều bạn đọc cũng gửi thư đến tòa soạn để xác minh tin tức. Ngọc Sơn ở tuổi U60 vẫn chưa chịu lấy vợ, tuy nhiên anh cảm thấy nhẹ nhàng vì không cảm thấy cô đơn. Ca sĩ Ngọc Sơn mới đây được lựa chọn làm giám khảo cho một cuộc thi hoa hậu, tuy nhiên anh lại chưa từng động lòng với bất kỳ thí sinh nào. Dù là một người yêu mến cái đẹp, ngưỡng mộ, tán thưởng cái đẹp, tài năng và trí tuệ của họ, nhưng anh cũng hiểu điều là một giám khảo cần nhất đó là sự nghiêm túc, cầm tông. Khán giả khách quan có thể mang lại sự công bằng cho tất cả các thí sinh. Dù trong cương vị nào, Ngọc Sơn cũng luôn có sự chuyên nghiệp lên hàng đầu, vì lẽ đó hình ảnh và vị trí của Ngọc Sơn trong lòng người hâm mộ luôn vững chắc suốt nhiều năm qua. Ngọc Sơn đến nay vẫn luôn chăn đơn gối trước, theo anh nên duyên vợ chồng hay không là do duyên số, không phải bản thân mình muốn là được. Sau khi mẹ qua đời, Ngọc Sơn cảm thấy không hề cô đơn vì luôn muốn có một tình yêu của đại gia đình dành cho anh. Những người luôn sát cánh cùng anh suốt hàng chục năm qua bao giờ đã rời ra. Không vợ không con, thế nhưng Ngọc Sơn lại rất nhiều đứa con tinh thần. Đó chính là sản phẩm âm nhạc để đời. Về tình mẫu tử thiêng liêng, thờ cha kính mẹ, đối nhân xử thế, anh em hòa thuận giúp đỡ nhau. Ngoài ra còn có cả tình yêu quê hương đất nước và không thể thiếu những ca khúc về những cảm xúc kỳ diệu của bản thân đôi lứa. Nam danh ca thậm chí còn tâm niệm dù sau này Ngọc Sơn không còn trên cõi đời thì anh vẫn luôn vui vẻ, mãn nguyện vì hành trình của cuộc đời mình đã dành hết cho thiện nguyện. Trong suốt hàng chục năm qua, Ngọc Sơn vẫn luôn miệt mài với hành trình thiện nguyện đầy ý nghĩa của mình. Anh luôn bỏ tiền túi để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh vì tiền bạc được Ngọc Sơn quan niệm là vật ngoài thân sẽ cho đi là mãi. Thi ân bất cần báo, không bao giờ ngần ngại chia tay ra với những người cần giúp đỡ. Những nghĩa cử cao đẹp cũng như lối sống giản dị của Ngọc Sơn luôn là tấm gương mẫu mực cho giới trẻ noi theo, học hỏi về nhân cách và sống đạo đức. Dù bận rộn với công việc, Ngọc Sơn vẫn không quên dành thời gian trau dồi, nâng cao kiến thức về âm nhạc và ngoại ngữ trong một buổi trò chuyện cách đây ít lâu. Ngọc Sơn gây bất ngờ khi gửi tặng khán giả những ca khúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.